Thành sao? Không chính xác. Được. Thôi trả lời đại tới câu tiếp theo đi. Thành thủng lưới 1, 2, 3 bàn gì đấy ạ. À? Ok, không chính xác. Okay. Em trả lời đại đi. Ok. Guitar. Guitar. Không chính xác. Sao lắm đàn thế nhỉ? Nguyên cầm mà. Không là bỏ qua luôn nha. À guitar đi. Chính xác. Chính xác. Cô dâu ạ, à, cô dâu ạ. À. Cô đơn ạ. À. Chính xác. Đánh răng ạ, à, bàn trái ạ, à, bàn trái ạ. Dạ em nghĩ là cái máy chèo ạ. À. Chính xác. Thì... Được. Khi lộn ngược lại ạ. À. Chính xác. Chính xác. Yeah. 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 Rồi. Kính thưa quý vị, đội tiếp theo của chúng tôi sẽ là chị Lý Nhã Kỳ, hả? Hoàng Phi và Mạc Văn Khoa. Trời ơi, Lý Nhã Kỳ. Nãy giờ một người đi ba người ngồi đây. Trời ơi. Đây là giống như là tiểu thư của tập đoàn, có hai đứa bảo vệ đi theo vậy đó. Mà Phi là tôi nói ra là mọi người công nhận liền. Nhìn cái áo à, y chang mấy ông mà khiêng hành lý trong khách sạn, khiêng hành lý trong khách sạn. Không, thật sự là giống mấy nói ấy. Đừng nha, cái áo của mình cũng nhiều chuyện nói lắm á. Ê, cái áo Khoa sao dám ôm đó trời. Không, dạ tới vòng này thì em phải gai góc lên anh ạ. À, đồ đen ta trang hòa, ta nhỏ nhẹ quá, người ta điềm tĩnh à. Rồi, à, mời đội chỉnh chu nhẹ nhàng đầm thắm vào vị trí B. Trời ơi. Thưa quý vị, chúng ta gặp gỡ lại Mạc Văn Khoa. Em đây anh. Mình có đành về âm nhạc không? Về trước chị ha. Ừ. Âm nhạc, anh nhạc thể loại nhạc gì ạ? Nhạc cụ. Nhạc gì ạ? Hip hop. Thôi lên đi anh. Ánh sáng của đội, cố lên. Ánh sáng của đội. Mặc dù da mình hơi đen tí nhưng mà vẫn là ánh sáng của đội. Dạ em sẽ tỏa sáng từ bên trong ra anh ạ. Mạc Văn Khoa đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Thành nổi tiếng gọi là gì? Thành nổi tiếng gọi là gì ạ? Nhẹ nhẹ thôi. Thành sao? Thành sao ạ? À? Thành sao thì mới nổi tiếng được chứ chị? Đúng. Phải hợp nổi tiếng mới thành sao được. Sao? Khoan, để suy nghĩ nè. Khoan nha. Không, chính xác. Được. Không, thành sao. Tức là khi tôi đối chữ là cái chữ ghép lại phải có nghĩa. Ví dụ như thành công, thành danh. Chứ còn thành sao nó đâu có nghĩa riêng của nó. À. Nó phải là danh từ hay là gì đó. Dạ, câu đó em thua rồi ạ. Em, ok. Em không muốn cãi. Ok. Đúng rồi, bên kia quá. À, mình thua là thua. Tao okay. Chịu thua rồi mà. Mà cái đáp án của nó là gì chị? Đáp án là thành danh. À, thành danh ạ. À. Quá thành danh. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Thành đi đá bóng, bị thua liên tiếp gọi là gì? Thành đi đá bóng mà bị thua liên tiếp đúng không ạ? Ừ. Cũng đối chữ như thua thành đối chữ đó. Đối chữ đó. Thì qua đi, để một cái từ nha. Thành danh vậy đó. Thôi, trả lời đại tới câu tiếp theo đi. Thành thủng lưới 1, 2, 3 bàn gì đấy ạ. Ok, không chính xác. Okay, quá trời. Đáp án là thành bại. À, thành bại à, trời ơi. Tên một bài hát có nhắc đến một loại nhạc cụ. Kể tên một bài hát có nhắc đến một loại nhạc cụ. Tiếng sáo phiêu bồng ạ. Tiếng sáo phiêu bồng. Đúng, chính xác. Làng chuồng hát. À, cho em nghe bài nhạc đó. Nhìn từng làng gió. Trời. Tiếng sáo phiêu bồng đó. Đúng rồi ạ, à, em cũng không biết lời đâu. Hay. Em chỉ biết tên bài hát thôi à. Ok. Cây vĩ cầm còn gọi là gì? Gọi tên khác đi. Cây vĩ cầm mà. Đúng rồi. Thôi, tốn thời gian làm gì đúng không chị? Em nói đại đi. Ok. Viêu lông ạ. Viêu lông ạ. Chính xác. Ôi trời ơi. Đúng rồi. Vĩ cầm. Em là đang tâm lý đi xuống đấy. Dạ, cho em trả lời lại câu đó. Em chắc chắn là viêu lông ạ. Viêu lông ơi. Dễ đi. Rồi, cây dương cầm còn gọi là gì? Quá dễ luôn. Dương cầm mà.
Em trả lời đại đi. Ok. Guitar. Guitar. Hồng Chí Sa. Piano. Piano hả? Đúng rồi. Đáp án là đàn piano. Lục Huyền Cầm còn gọi là gì? Sao lắm đàn thế nhỉ? Lục Huyền Cầm mà. Không lại bỏ qua luôn nha. À guitar đi. Chính xác. Chính xác. Ôi trời ơi. Câu đã đổi lại câu kia là ngon rồi. Hai người đều có câu đó hả? Câu này dễ nha. Cô gì hạnh phúc nhất? Cô gì hạnh phúc nhất à? Nha, một cái danh từ nha. Cô vui, cô sướng. Cô dâu ạ, à, cô dâu ạ. Chị ơi. Lên. Câu này cũng dễ nè. Cô gì hay ở một mình nhất? Cô đơn ạ. Chính xác. Nhanh lên, nhanh lên. 6 câu em ơi. Trong cuộc sống, con người hay dùng vật này để đánh chính mình. Mỗi ngày. Trong cuộc sống, dùng vật này để đánh chết rồi. Mình ạ. À? Ừ. Đây là câu hỏi về cái gì ạ? À? Cái vật đó là vật gì? Vật cái đó gì? Là vật có thiệt. Đánh răng ạ, à, bàn chải ạ, à, bàn chải ạ. Đến lượt rồi. Một câu nữa. Đến lượt rồi. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Xuống tắm ao hồ, mình ướt đuôi khô là cái gì? Xuống tắm ao hồ. Xuống tắm. Dạ, em nghĩ là cái máy chèo ạ. À. Máy chèo. Là nó xuống là cái mình nó được, bên dưới được, nó ướt, được, còn được, cái bên được, trên chính xác. Thì... Được. Được, cái cây anh nó có một nửa. Ủa vậy là quê chưa? Đúng rồi, đâu có ai mà để cái chèo xuống dưới nước luôn đâu. Em sẽ chỉ cho mọi người cách chèo thuyền. Là chèo thuyền chúng ta chèo như thế này chứ không ai mà cắm cả cái máy chèo xuống này này mà sao mà thuyền nó đi được. Đúng rồi, được. Khi nào số 8 lớn hơn số 9? Khi nào? Số 8 lớn hơn số 9. Khi nào số 8 lớn hơn số 9 nào? Khi lộn ngược lại ạ. Chính xác. Chính xác. Ê khoan. Lộn ngược cái gì? Là số 9 lộn người này là số 6. Đúng. Dạ, đúng. Rồi, câu hỏi. Tên bộ phim hoạt hình đầu tiên của nước ta. Cái này đố nhiều lần lắm nè. Bộ phim này là về con ếch này. Không phải ạ. Một con khác. Bộ phim hoạt hình đầu tiên đúng không ạ? Chú ếch ngồi đáy giếng ạ. Không, chính xác. Đáng đời thằng cáo. Tại ngày xưa hoạt hình Việt Nam là cứ coi bộ phim mà có cái con ếch nó nhảy lên cái lá sen á. Đáng đời thằng cáo mới là phim đầu tiên. Kính thưa quý vị, như vậy là Mạc Văn Khoa đã đúng đáp án liên tiếp 6 câu. Yeah. Như vậy là hiện tại là tỷ số là 2-1. Phải thắng, bắt buộc phải thắng. Bắt hãy buộc chọn phải thắng một à. Người không phải là người vừa rồi. Chị kì đi, không. Phi đi. Có gì mình thua chị không bị nhục. Ok. Cảm ơn chị. Hãy để phần nhục cho em. Lên nhai. Hãy cứu thêm đi. Ai lên à? Thôi đừng lắm. Thôi em nói chứ kỳ thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Thôi em nhà đi. Thôi muốn cặp Dương Lâm lý nhà tôi không? Dương lên đi Ly. Chị ngồi đây cho. Ai lên? Sao anh đứng ở mép thế? À, anh đứng xa đối thủ ra, hồi nãy đứng gần lắm, không có may mắn lắm. Đúng rồi, gì? 3, 2 Hey, ha. Kéo nữa. Quyết định. Nãy em chốt rồi. Ok, chốt. Là vừa lòng em. Yeah. Hai phút dành cho Hoàng Phi. Dễ. Câu hỏi dễ. Ôi là ra. Cây gì đốt càng nhiều thì càng dài? Trời ơi. Cây gì đốt càng nhiều thì càng dài? Cây tre chứ gì? Yeah. Trả lời đại đi, để nó thời gian bài đặt. Mất thời gian nha. Con gì mới sinh ra đã kiếm đường trốn? Con gì mới sinh ra đã kiếm đường trốn?
đố chữ đó. Đố chữ con gì mới sinh ra đã kiếm đường trốn? Con dê nhủi. Đúng dê nhủi. Không cho chắc. Xuống đi. Đó là con gì? Trốn đâu? Con chuồn chuồn, đúng rồi. À, chuồn chuồn. Con chuồn chuồn á. Đúng rồi, con chuồn chuồn. Trong bộ truyện tranh Doraemon, ý nghĩa của cái tên Doraemon là chú mèo đi lạc, chú mèo của tương lai hay chú mèo thông minh? Chú mèo của tương lai. Không, chính xác. Chú mèo đi lạc. Và khi mới ra đời, mèo máy Doraemon có màu gì? Màu xanh dương. Không, chính xác, màu vàng. Thua liền. Trời ơi, chị mình muốn biết luôn. Chết rồi, chị tôi thua luôn nha. Khả Như biết về Doraemon nhiều lắm. Đúng rồi. Cầu mai đi anh ơi, cầu mai. Chị đuôi ơi. Của Doremi có hình gì? Đuôi của Doremi có hình bông hoa. Lên. Yes. Doraemon có tổng cộng bao nhiêu bảo bối? Doraemon có rất nhiều bảo bối. Nhiều bảo bối. Con số cụ thể? Không có con số cụ thể, tại mỗi tập nó càng làm nhiều thêm nữa. Những Doraemon tập dài sau nó còn làm nhiều thêm bảo bối nữa. Nhiều bảo bối trong cái túi đó. 4.500 bảo bối. Sao nhỏ? Không biết thiệt. Đâu biết thiệt đó. Rất nhiều. Nói nhiều là được rồi. 4.500 bảo bối, con số chính xác. Răng của con gì có thể ăn được? Gì? Răng của con gì có thể con mực? Hay quá. Lên. Yeah. Cao gì không dùng để xoa bóp? Đố chữ. Cao gì không dùng để xoa bóp? Đố chữ. Cao gì không dùng để xoa bóp? Cao. 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 Cao leo nghêu. Từ từ. Cao gì không dùng để xoa bóp? Cao. Cao. Cao lầu. Yeah, cao lầu để ăn. Cao lầu. À ăn. Đúng rồi, chính xác. Yeah. Lên. Cao lầu. Cao lầu để ăn. Nhanh. Cái gì bạn có thể giữ sau khi cho đi? Vì nếu không giữ thì bạn sẽ thành người có lỗi. Lòng tốt. Bậy. Cái lòng mà tốt. Cái được gì mày. Đúng rồi. Lòng tốt mình cho đi mình phải giữ lại chứ. Mà là phải kêu bằng cái. Nếu không mình cho cái lòng tốt đi mà mình không tốt nữa thì mình có lỗi với người ta lắm. Không, chính xác. Đó là lời hứa. Trời ơi. Lòng tốt. Tấm bảng nào thường để xem chứ không để viết lên? Tấm bảng nào dùng để xem chứ không để viết? Bảng số xe. Đúng. Không gian nào? Hết giờ. Như vậy là thưa quý vị là chỉ có 2 đáp án thôi, không có nhiều hơn được. Rất là tiếc. Mình sẽ mang về 12 triệu đồng toàn đội.